Tớ lại hết tiền rồi, chán ghê, chả lên mạng được nữa rồi. Chờ tí, để tớ nạp cho cậu. Ồ ồ, sao cậu giàu quá vậy? Mà hình như tớ chưa thấy cậu nạp thẻ điện thoại bao giờ. Có chiêu hết, tớ chỉ cho nè. Cậu tải app báo 24 giờ về nhé, đăng nhập là cậu nhận được 30.000 luôn nè. Đặc biệt app này đọc báo tích xu là đổi được thẻ cào luôn nha. Tớ ngày nào cũng đổi được thẻ cào đây này. Ôi app hay thật, tớ nhận được luôn 30k rồi này.
Ê, đứng lại. Xin đại ca tha mạng. Có đồ gì quý báu đưa hết ra đây. Tôi không có tiền. Trang bị này đều nhặt được ở map ma quá chi địa. Ở đó có rất nhiều boss. Đánh giới chẳng thôi cũng có trang bị hiếm. Không chỉ có kiếm đại thiên sứ mà còn có rất nhiều ngọc. Không ngờ lại dễ dàng như vậy. Full set thần trang luôn. Từ nay về sau tôi sẽ gọi huynh là đại ca. Yeah.